Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, nhìn chung thời tiết toàn tỉnh Lai Châu có mây thay đổi trời không mưa, trong ngày có nắng, vùng thấp nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 20 đến 36 độ, khu vực vùng núi cao từ 18 đến 28 độ và độ ẩm dao động trong khoảng là từ 50 đến 90%. Cụ thể như sau, tại khu vực thành phố Lai Châu nhiệt độ từ 20 đến 32 độ và độ ẩm từ 55 đến 90%. Khu vực huyện Mường Tè được dự báo có nhiệt độ từ 22 đến 36 độ và độ ẩm dao động 55 đến 90%. Đến với khu vực huyện Sìn Hồ có nhiệt độ thấp từ 18 đến 28 độ và độ ẩm từ 60 đến 90%. Đến với khu vực của huyện Than Uyên có nhiệt độ được dự báo từ 22 đến 35 độ và độ ẩm dao động từ 50 đến 90%. Đến với khu vực của huyện Nậm Nhun có nhiệt độ được dự báo từ 22 đến 36 độ và độ ẩm dao động từ 55 đến 90%. Khu vực huyện Tam Đường được dự báo có nhiệt độ từ 22 đến 35 độ và độ ẩm dao động 50 đến 90% khu vực huyện Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự từ 22 đến 35 độ và độ ẩm dao động 50 đến 90%. Cuối cùng sẽ là huyện biên giới Phong Thổ với nền nhiệt độ được dự báo từ 22 đến 36 độ và độ ẩm 55 đến 90%. Vâng thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày hôm nay tỉnh Lai Châu sẽ bắt đầu bước vào một đợt nắng nóng mới. Vậy nên trong ngày hôm nay quý vị sẽ cảm nhận được nền ở thời tiết nóng hơn hẳn so với những ngày trước đó. Dù đợt nóng lần này được dự báo là sẽ không cao kỷ lục như đợt nắng nóng trước nhưng sẽ kéo dài khiến cho nhiều người cảm thấy mệt mỏi. Quý vị làm việc lâu ngoài trời cần chú ý nghỉ ngơi thật hợp lý, tránh bị say nắng và sốc nhiệt. Trên đây là phần dự báo và cảnh báo về thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.